Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ up cái clip về tiệm cá cảnh của một ông anh đồng ngư mà trong cái chuyến đi phượt Phước Hải mình đã quay được. Nhưng rất tiếc một điều, khi mà mình up cái video này thì chương trình khuyến mãi của ảnh cũng đã hết. Dù mình đã cố gắng hỏi ảnh là chương trình của anh còn không, để mình cố gắng up video sớm nhất để các bạn có thể trải nghiệm được cái giá tốt. Nhưng dù hết chương trình khuyến mãi mà mình thấy bên trong giá vẫn rất là ok nha các bạn. Các bạn có thể đến đây tham khảo cũng như đặt cá về nuôi. Cái dòng cá mà bên em nói chung là mấy cá cỏ khoảng 40-50 dòng á, còn săn mồi nó khoảng 10 dòng, rút bi thì nó khoảng 20 dòng á. Dạ. Cá lóc thì khoảng 40 dòng. Wow, thấy cũng khá nhiều, đi tham quan nha. Rồi đầu tiên là mấy cái hồ. Wow. Ngân long hả anh? Cái này là của Abino là mắt đỏ hay là mắt đỏ thanh niên vàng. Nhưng mà sao con này thấy mắt đen rồi? Hay là do ánh sáng đó? Do đèn. Dạ. Wow, con này là gì anh? Củ sừng. Mấy này là dòng săn mồi đúng không? Đúng rồi. Đây là cái hàng của dòng săn mồi nha các bạn. Ủa, cá thác lát. Wow, con này trâu đẹp quá anh. Ủa, các bạn nhìn cái hàng trâu đó nè, dòng do đều luôn á. Cái dòng cá này em nghe nói là nó mắc là nhờ cái trâu đúng không? Đúng rồi, nếu mà nó chín chấm là nó có giá, nếu mà chín chấm nó được. Dạ. Đều là tới ngân long của cá mồi này, cái này ngân long nữa rồi. Hoàng Bảo Yến, em thấy ở đây gần biển sao em không bán cá biển luôn anh? Em thấy cái cảnh biển nhiều người bán lắm nha. Hoàng Bảo Yến. Ở đây hôm nay mình có thay chương gì anh? Mình có thể giới thiệu cho người mua. Thay chương là cá thì giảm 20%. Dạ. Phụ kiện là giảm 10%. À. Đó, các bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ. Hình như là tiệm anh là có ship đi hết toàn nước luôn phải không? Dạ. Có nhiều dòng cá săn mồi luôn các bạn. Tiệm mới thay chương nha. Bạn có thể đến xem tai tượng đỏ nữa các bạn. Con này là Abino mắt đỏ đúng không? Wow, đẹp như vậy. Cái này mình mới vô nước sao anh thấy nước thấp dữ. Rồi, mà đang chuẩn bị đi nước á. Dạ. Cái nước nó hơi đục đục với các bạn, cho nên là quay nó không được rõ xíu nha. Mà cá đẹp. Wow. Nói chung là mấy cái dòng cá phổ thông nè, ai cũng biết. Dòng chiến ngân mà tai tượng đen. Wow, đây có mấy em cá lóc nữa các bạn. Cá lóc cảnh. Con này nuôi lớn rồi, cái thân đỏ đẹp lắm. Chân châu lửa. Mấy em này là có để giá hết nha các bạn, tầm là 320 nè, 360. Cái này size bao nhiêu anh? Cái này size 14, 12. Size 12, 14 nha các bạn. Size 20, 22 rồi. Rồi mình quay cá lớn cho mình xem, 20, 22. Cái vây của nó là như vậy là tự nhiên hay là nó... À, cắn lộn nhưng mà nó lành rồi phải không anh? Vây xanh. Ủa nhưng mà em thấy anh nuôi từng con riêng lẻ mà sao nó đánh lộn? Mấy lúc bữa giờ hai con chung. À. Ồ, giờ sẽ zoom kỹ cho các bạn xem hoa văn. Wow, con này hoa văn đẹp quá ha. Con này tên gọi là chân châu đen, có 220 thôi. Nó size 22. Ủa 22 hay 220 anh? 220 nhưng mà size nó là 22. À. Con này cũng là chân châu đen. Chân châu đỏ đâu anh? Con này cá lóc phay xanh. Có nghĩa cái thân của nó không có gì hết nhưng mà cái vây của nó màu xanh đúng không? Họ cái tay vô nó sung lên nữa bạn.
Albino. Albino là mắt đỏ nha các bạn. Con này giá là 400. Con này 120 nè các bạn, cho các bạn nào có nhu cầu mình có thể nhu cầu tập chơi á. Ôi chưa giảm giá nha các bạn. Giảm giá là mình được giảm 10% giá cá luôn. 20% đúng rồi. Ô con cá bì xanh này. Đẹp ghê không? Trên đây là cá vây gồng đỏ, thủy gồng đỏ, khá là nhiều cá lóc luôn các bạn. Con này là lóc vây xanh, mình sẽ zoom lên cho mình xem cái vây dần à, chủ yếu là cái vây của nó màu xanh mà. Trong đỏ này bảy màu là mình biết nha. Cái này là Albino Gold nè các bạn. Wow, phim cũng rất là to, phim dài nha. Long phim đúng không anh? HPS 20k. Cá đang giảm giá nha các bạn. Các bạn có thể đến shop để mình mua. Ủa nếu mà ví dụ giờ người ta mua ship có được giảm không anh? Có chứ, vẫn áp dụng hết. Áp dụng hết luôn nha các bạn. Jumbo. Jumbo này có hấp mô không hay ghi bông? Cái này là ghi bông. Ghi bông. Jumbo hấp môn của mình. Jumbo hấp môn. Nhiều quá các bạn, để mình quay từ từ với bạn xem nha. Đây là gồng xanh nè. Này full get ri bông 30k, nói chung là giá mình thấy bán rất là bình dân luôn các bạn. HP luôn. Mấy dòng cá phổ thông anh ha, nhiều người chơi mấy dòng này. Coi điên. Đó. HP yellow. Bê Zalo ghi bông. Ủa chống máy là tính giá khác luôn quá anh. Tại vì ghi bông á, con chống nó chỉ là chơi thủy sinh thôi. À dạ, em hiểu. Không có đẻ được, còn nếu mà đẻ là phải bắt cái game. Chống game nó mới đẻ. Dạ em hiểu rồi. Nên thành ra là máy nó có giá trị hơn, máy ghi bông nó sẽ đi. Dưới đây coi ghét 20k. Lutobat Fungon nè các bạn. Chống máy giá khác nha các bạn. Các bạn có thể coi nha. Nói chung là ở đây người ta có để giá ở trên Hồ Kiến hết rồi. Các bạn cũng có lăn tăng về cái giá nữa. Mình thấy hợp túi tiền thì mình mua thôi nha. Ủa, chung gòn nữa rồi. Đúng rồi. Lu tạc tăng 20k. Jumbo. Wow, Jumbo bán rẻ quá anh. Chống mắt hơn máy à, cái này mà nó là nó mua nó đi chợ. Tính ra là một cặp tầm 40k được bớt 20% nữa. Còn khoảng 32.000. Quá rẻ luôn. Hình như là mình khuyến mãi tới ngày mấy anh? Tới ngày 9 là hết tuần này. Dạ. Có tôm rùa rồi cũng hết. Đó, có tôm rùa nữa nha. Tôm cảnh kỳ đó em có nguồn con á, con này mấy con này lột xác nó lớn luôn không anh. Tôm càng 50k nữa các bạn. Wow, mấy con này size còn lớn dữ quá hả anh. Dạ. Nước ngọt, con này sống nước ngọt. Hồi đó em tưởng là nó sống nước mặn không á, thấy cái màu của nó giống cá cảnh biển ghê luôn anh. Ali để mình quay kỹ nhớ là trên con Ali. Ali gì? Ali Việt, cái này Ali Thái ha. Quá đẹp. Cái con Ali Thái nhìn đi chen mấy con cá cảnh biển. Ông tiên nhỏ 15k.
Thank you.